Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của nhân viên cứu tinh thể Hồ Chí Minh. Thì chủ đề của clip ngày hôm nay là mình sẽ nuôi tinh thể lưu huỳnh trong toluene. Bởi vì tuần sau nhóm mình sẽ có một cái buổi triển lãm tinh thể ở lãnh sự quán Mỹ, nên bây giờ là mình phải tranh thủ nuôi cái tinh thể lưu huỳnh này để kịp có mẫu để mình mang đi trưng bày chia sẻ cho các bạn học sinh xem là tinh thể lưu huỳnh nó hấp dẫn như thế nào. Thì các bạn cũng biết rằng tinh thể lưu huỳnh là một cái khoáng vật ngoài tự nhiên, nó thuộc nhóm native element. Ha, thì cái khoáng vật này á, nó xuất hiện ở được tìm thấy vào những cái nơi như là nước Ý nè, Philippines là những cái nơi mà hiện tại là có núi lửa đang hoạt động đó. Còn ở Việt Nam mình có tìm được không thì hiện tại Việt Nam mình chưa thấy. Thật ra mình chưa thấy có cái mẫu tinh thể lưu huỳnh nào ở Việt Nam á, bởi vì núi lửa ở Việt Nam mình nó nguội lâu lắm rồi, mấy ngàn năm rồi, nên mình nghĩ là chắc cũng chẳng còn cái tinh thể lưu huỳnh nào đấy có thể tìm thấy ở đây. Đa phần là các họ có nói, ví dụ như họ Sinfua, như là Pyrite, các bạn Pyrite đó thì có lưu huỳnh đó, có lưu huỳnh trong đó, chứ nó không phải là lưu huỳnh hiện nay tìm element nữa. Thì thôi, thì bây giờ là mình sẽ tiến hành thực hiện cái thí nghiệm này. Bây giờ mình phải đi siêu thị thôi. Bây giờ tại vì đơn giản mình cần mua một số đồ đã. Thì cốc thủy tinh hóa chất này kia có rồi, mà mình còn phải mua một cái đó chính là cái giấy bạc cho cái bếp của mình. Đó, thì bây giờ là đi. Nè, chở theo thằng em mình nữa nè. Đây, thanh niên này cũng ham vui. Ham vui thì đi ham vui luôn. Đây các bạn thấy, đây là gian hàng bán bằng bột thực phẩm đây. Thì bây giờ là mình sẽ lựa một cây. Cây này thì lớn quá, mình lựa cây nhỏ thôi. Đây, giấy bạc. Tại vì mình xài mà một cái bếp, các bạn, bếp gia nhiệt của mình thì cần có cái giấy bạc. Giấy bạc để cho nó đun nhiệt nó tốt hơn. Đây, lấy một cuộn nha. Đó, bây giờ con nghe mang bột thực phẩm ở đây có nhiều loại quá, chọn loại nào nhỉ? Mẹ mình hay dùng loại này nè. Mẹ mình hay dùng loại này. Có nào nhỏ không ta? Mình xin một cái này đi. Ok. Đây các bạn có thể thấy hai kích thước của nó tương đương với nhau, mình nghĩ là vậy là rất ok rồi. Các bạn đang đi ngang, mình đi ngang hàng bánh. Cozy, nhìn khá là ngon ha. Mình xin một cái về. Các bạn biết để làm gì không? Để ăn thôi chứ không làm gì hết. What the hell? Rồi, các bạn sẽ thấy đây là toàn bộ các dụng cụ mình để chuẩn bị nuôi tinh thể lưu huỳnh trong toluene ha. Thì bây giờ mình sẽ đi từng cái trước. Đầu tiên mình có một cái chai, đây là chai toluene. Đây là một dung môi hữu cơ nha. Đây là một dung môi không phân cực, nhưng mà nó lại có khả năng hòa tan lưu huỳnh. Thì cái dung môi này rất là dễ cháy, và dĩ nhiên là nó là hóa chất độc, nên các bạn phải cẩn thận. Nên các bạn thấy không, mình phải đeo bao tay ha, và nhớ phải đeo khẩu trang. Bởi vì cái hơi toluene khi nó bay ra nó cũng tương đối khá độc. Các bạn ngửi nó giống như là cái mùi sơ móng tay vậy đó, kiểu như thế, nên tốt nhất là cứ bao tay và khẩu trang nha. Cái chai này mình xài cũng hơn phân nửa rồi, bây giờ còn lại một ít. Và nhân vật chính của chúng ta đó chính là bột lưu huỳnh màu vàng ha. Bột này thì mình cũng chả nhớ là mình mua khi nào nữa, nhưng mà mình còn là một lượng thế này thì mình nghĩ là dư xăng để nuôi được cái tinh thể ngày hôm nay. Tại vì mình cần đâu có nhiều đâu, chắc sẽ còn dư để làm cho lần sau nữa đấy. Thấy không, bột màu vàng. Các bạn thấy mình có một cái bình màu đỏ để làm gì nhỉ? Đây là một cái bình giữ nhiệt nha. Bởi vì cái quá trình kết tinh của lưu huỳnh trong toluene á thì nó diễn ra khá là nhanh, nên mình cần phải giữ nhiệt để nó hạ tốc độ chậm hơn, tinh thể nó sẽ kết tinh tốt hơn. Đấy, mình phải cần cái bình này. Ngoài ra các bạn thấy mình còn những dụng cụ khác. Ở đây mình có một cái cân điện tử nè. Cái cân điện tử để mình cân tỷ lệ giữa lưu huỳnh hòa tan trong toluene. Để mình cân chính xác hơn thì cái cân này là chỉ độ nhất của nó là 1 gram thôi, mà mình nghĩ là ok. Và ngoài ra thì mình có thêm hai cái cốc nữa. Tỷ lệ hôm nay là mình sử dụng là 20 gram lưu huỳnh trên 200ml dung môi toluene ha. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành là cân lưu huỳnh trước. Mình sẽ lấy một cái cốc ra nha, một cái cốc. Đây, cái cốc này. Thì mình sẽ cân nó trong đây. Và bây giờ mình đặt lên cái cân. Thì khởi động cái cân lên nào, và mình chỉnh về mốc số 0. Rồi đẩy lên đây tí xíu. Rồi xích lên tí. Cân này bị sao trời. Chắc cái lâu ngày mình không xài nó quá, nó có vấn đề. Bây giờ cân thôi. Bỏ vào. Mình chỉ cần có 20 gram thôi, nên mình cũng phải múc từ từ. Ý hình như lố ấy. Để mình múc lại, bị lố rồi. Rồi ok, chuẩn 20 rồi nha. Xong, bây giờ đã cân lưu huỳnh xong rồi. Bây giờ là mình sẽ xếp lưu huỳnh qua một bên. Và để tiến hành là mình sẽ sử dụng tới chai toluene và đông nó ra 200ml nha các bạn. Đấy, dọn qua bên đã. Bắt cân.
Rồi, bắt đầu thôi. Đây, mình sẽ dùng cái cốc còn lại các bạn nha. Đây, cho tôi lên đây. Giờ đầu tiên mình chỉ các bạn mình sẽ mở cái nắp ra. Dù cái chai mình đã xài rồi nhưng mà cái nắp nó cũng còn khá là cứng ha. Đây, quy tắc các bạn mở một số cái chai là khi các bạn mở cái chai hóa chất lỏng ra, các bạn mở ra, các bạn sẽ có một cái nắp màu trắng đúng không? Thường các bạn thấy các bạn sẽ cầm cái nút đó các bạn giật lên ha. Nhưng mà không nên như vậy, bởi vì khi các bạn giật lên đó, nó sẽ làm hư cái nắp. Nếu các bạn thấy như mình nè, bây giờ các bạn sẽ cầm lòng ngón tay vào và các bạn sẽ xoay nhẹ nhất từ từ lên đó, nó sẽ bung ra rất là dễ dàng và nó sẽ không làm hư cái nắp màu trắng ha. Và đặc biệt những cái chai như là chai axit này kia các bạn cũng phải cẩn thận. Rồi bây giờ mình sẽ đổ 200 ml toluen vào trong cái cốc thôi. Nhìn như nước thường các bạn ha, nhưng cái thực tế là không phải nước thường đâu. Cái mùi nó khó chịu thiệt, nhưng mà may đã có đeo khẩu trang rồi nên cũng không sao. Lát mình bịt kín rồi thì mình có thể cởi khẩu trang được. Rồi, để nắp lại thôi ha. Vẫn còn dư được miếng. Chắc lần sau nữa được á. Bây giờ các bạn đã có 200 ml toluen rồi. Nhiệm vụ bây giờ là mình sẽ rót 200 ml toluen này vào trong 20g lưu huỳnh này nha. Khi mà vừa rót vào lúc đầu các bạn sẽ cảm giác như là lưu huỳnh nó chẳng tan vào trong toluen cả ha. Nhìn nó thành một cái đám kết tủ dưới đáy vậy nha. À rồi, hồi chiều á, hồi nào mình có đi mua cái màng bọc thực phẩm thì bây giờ mình sẽ sử dụng nó để mình bọc kín cái miệng lại để cho cái hơi toluen nó không có bay ra, và mình sẽ tiến hành đem đi đun nóng nó. Tại vì khi đun nóng thì toluen mới hòa tan được lưu huỳnh được. Đấy, thì các bạn thấy bây giờ nó tách hai lớp nha, cái tủa lưu huỳnh ở dưới và toluen trong suốt bên trên. Rồi, bây giờ là các bạn thấy mình đặt trên bếp đúng không? Đây, đặt trên bếp và mình đã có bọc một cái màng bọc thực phẩm rồi nên bây giờ là khá là an toàn. Ở dưới là mình lót một cái miếng bạc. Thì do cái bếp của mình nó phần đế với là đế bằng sứ, nó tản nhiệt không tốt nên mình phải mua cái miếng bạc đó mình lót lên để cho nó tản nhiệt tốt hơn, để cho cái cốc mình mau sôi. Và bây giờ là nó đã sôi rồi. Dí sôi chưa? Và chúng ta sẽ có một cái dung dịch màu vàng ha, màu vàng khá là đẹp mắt. Và chuẩn bị mình tiến hành là mình sẽ dừng quá trình đun lại và mình cho vào mình giữ nhiệt. Đây, bây giờ mình sẽ chuẩn bị mình giữ nhiệt cái bên này. Đấy, bây giờ mình sẽ mở nắp ra. Thì bên trong bình giữ nhiệt này các bạn sẽ thấy là mình sẽ để rất nhiều thứ. Đây là những cái miếng mình cách nhiệt các bạn ha, để mình giữ nhiệt tốt hơn. Đó, mình lót mấy lớp luôn, quá trời luôn. Đấy, còn một lít lót dày nữa. Mình còn đổ cái nước nóng bên trong để làm cho cái bình nó nóng sẵn bên trong trước đã ha. Đó, bây giờ là mình sẽ bắt đầu mình bỏ cái cốc này vào bên trong cái bình. Ở phía trên cái miệng thì nó cũng hơi hơi nóng thôi, ấm ấm thôi là mình có thể cầm được, không cần cái bao tay cũng khá là ok. Đó, bây giờ mình sẽ tiến hành từ từ mình bỏ vào. Rồi, bỏ vào. Khi mình bỏ vào là mình phải chuẩn bị là lập tức mình đóng lại để không nó sẽ thoát cái hơi nhiệt ra. Đó, đóng lại nhanh lên. Nhấc vào. Ui, nhanh nào, nhanh tay. Rồi, đây lại. Xong. Xoay. Ta-da, xong rồi các bạn ơi. Đấy, thì bây giờ là mình đã đậy kín lại rồi. Đó, bếp cũng vừa tắt xong. Bây giờ là mình sẽ chờ đợi ngày hôm sau sẽ cho các bạn xem cái kết quả xem nó như thế nào nha. Rồi các bạn ơi, thì bây giờ mình sẽ cho các bạn coi là cái kết quả của mình sau khi một đêm trải qua như thế nào. Bây giờ mình sẽ mở nắp ra nha. Rồi, gỡ cái lớp giấy này ra. Đấy, gỡ ra. Rồi, hình như nó cũng nguội rồi, nguội hẳn rồi. Như sao? Còn ấm ấm thôi, không phải nguội hẳn, ấm ấm. Rồi giờ mình sẽ lấy cốc ra cho các bạn xem. 1, 2, 3. Ta-da! Đây rồi các bạn ơi, đây chính là một cốc tinh thể lưu huỳnh trong toluen. Các bạn có thể thấy đây là những cái tinh thể mà nó chỉ lên nhìn nó vui quá nhỉ. Ha, chỉ từ dưới đáy lên một tứ tung thôi, thì những cái nhành cây với các bạn nhìn rất là thú vị. Và các bạn thấy nó giống như nó bị khứa không? Thì một cái khứa là chính là cái tinh thể lưu huỳnh đó. Thì nè, mình cho các bạn coi cận cảnh lên tí xíu, các bạn thấy không? Wow, nhìn khá là giống như là kiểu như là dưới đại dương á nhỉ. Ha. À, mấy giọt nước bên ngoài là do nước động nha, chứ không phải toluen đâu nha. Chứ toluen là mình sợ lắm. Còn đây chỉ là nước động thôi, chứ các bạn thấy cái màng co bột phía trên ấy, màng bọc thực phẩm thì vẫn còn nguyên. Đấy, thích không? Thích nhờ. Bây giờ thì mình sẽ lấy một số cái mầm tinh thể ra cho các bạn coi dưới kính hiển vi ha. Rồi bây giờ nên quá trình là mình sẽ lấy đây. Mà tinh thể lưu huỳnh các bạn biết là nó rất là mong manh, các bạn đụng tới đâu là vỡ tới đó, nên mình phải gấp rất là cẩn thận. Mà nói dù rất là nhẹ nhàng thôi mà thấy, các bạn thấy không? Đây, gấp lên, lại vỡ, đụng tới là gãy, đây nữa này.
lên không, lại tiếp tục, mình cảm thấy đau khổ các bạn ạ. Má, trái tim của mình, ôi thật là đau quá đi. Mình tiếp tục mò mò mắm mắm coi gấp được cái nào không. Bên này thử xem. Trời đất, cái gì thế này? Ơ, sao tụi bay mong manh thế nhỉ? Ơi thật là. Tao thử bên này coi. Một mình rồi nha, xoay qua góc khác. Đây, lần này phải được nha, lần này mình phải lấy được. Kéo lên coi, nhẹ nhàng thôi. Đây, cuối cùng đã được một mẫu rồi, nhưng mà thì cùng chúng ta đã tan hoang rồi. Hít hít. Buồn quá à. Thôi có kích niên vi thôi các bạn ơi. Thì bây giờ là mình đã lấy được một mẫu, nhưng mà thực tế là hồi nãy là mình còn lấy thêm một mẫu nữa, bởi vì sao, mình muốn coi có những cái góc khác nhau nó như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ để dưới kính hiển vi cho các bạn xem. Đây, bây giờ mình sẽ chỉnh kính hiển vi ha. Kính hiển vi này lần trước mình quay cái video focus stacking á, thì bây giờ mình áp dụng lần này luôn. Đây các bạn thấy thấy cái tinh thể không? Ý, màu vàng vàng kìa, để mình phóng to lên nha, kéo xuống nè. Phóng to lên. Đây, phi phóng to lên các bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy những cái tinh thể hơn. Đây các bạn có thấy những cái đỉnh của nó không? Đó, những cái đỉnh đây đó chính là những cái tinh thể đấy. Đấy, đó là những tinh thể lưu huỳnh đó. Một cái đỉnh là một đơn tinh thể đó các bạn, đó một đơn tinh thể đây, nó sắp xếp qua với nhau. Đây mình kéo một góc khác, đây chỗ này cũng dễ nhìn thấy nè, đó thấy chưa, đây cũng có những cái đỉnh kìa. Nè các bạn xem, bên góc này mình có để một cái hình chụp và tinh thể lưu huỳnh của mình bằng kỹ thuật focus stacking đây. Đấy, cũng từ những cái dạng như thế này mà ra nè, nhưng mà cái dạng này thì có vẻ nó kết tinh tốt hơn, còn cái mình đang cho các bạn cho coi vô cái tiếng vi có vẻ như là nó kết tinh vẫn còn nhanh quá, chưa ổn lắm. Đây một góc khác của nó đây. Đây, đó, các bạn cũng có thể, đó là những cái tinh thể nó ghép lại với nhau. Đó. Nè, góc này cũng đẹp nè, đó. Đây là cái mẫu thứ hai nè, đây là cái mẫu thứ hai mà mình lấy mà mình không có quay lại cho các bạn xem đấy. Đây mẫu thứ hai. Cũng không biết nói tội nhưng mà nó nhỏ quá, cái này phải coi với cái niển vi rồi. Thôi, có lẽ như là cái bình giữ nhiệt của mình nó thật sự cũng chưa tốt lắm đâu. Nếu mà nó thật sự tốt thì nó đã hạ nhiệt tương đối chậm rồi. Chậm thì tinh thể nó mới to được nữa. Thì có lẽ là mình sẽ thay cái bình, một cái bình khác vậy. Thật sự mấy bữa nay cũng lên trên Google, Shopee, Tiki, Lazada tìm một cái bình mà vẫn chưa tìm được một cái bình ưng ý. Nên đợt sau mà có một cái bình tốt hơn thì mình sẽ thay thế và làm một cái video cho các bạn xem. Mình sẽ cho các bạn so sánh giữa cái bình cũ của mình và một cái bình chất lượng tốt hơn thì tinh thể lưu huỳnh sẽ ra sao ha. Thì cảm ơn các bạn đã coi cái video này của mình. Nếu các bạn thật sự thích video này, hãy cho mình một like, một share, một subscribe nha. Và nhóm mình hiện tại cũng có bán những cái hóa chất và những cái khoáng vật, những cái dụng cụ nuôi tinh thể. Các bạn có thể theo dõi trên kênh Shopee của nhóm mình hoặc là theo fanpage mình để đường link bên dưới. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của nhóm mình. Bye bye.